phớt lờ bóng tối tới đây, và tôi tự nghĩ tôi sẽ dừng lại. Bàn tay sau quá dài, niềm tin cứ ngắn lại. Chẳng biết đâu là tương lai, đâu ngày mai. Đã hơn một lần nước mắt ngắn dài, nhiều khi bật khóc giữa chốn đông người. Chẳng ai nghe tiếng tôi, từng nhịp tim rã rời, tự giấu đi niềm đam mê giữa quãng đời lên thế. Và bàn tay đã có lúc muốn buông xuôi rồi đây, và ánh mắt có lúc muốn khép thật chặt. Đã hơn một lần cũng lần, nhìn lên cao bầu trời sao những ước muốn non nao. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên, và rồi chẳng cần biết lý do không đắn đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời. Một trời này là của tôi, và giờ tôi nâng tôi bay lên, chạm vào nơi tôi từng ước. Chẳng thể nào lãng phí nước mắt tôi cũng đã rơi. Chơi với cơn đau bao nhiêu lâu rồi, tôi mới có ngày hôm nay. Hãy subscribe.
Dành một tràng pháo tay lớn cho phần kết hợp vừa rồi của chị Bá Bá Biết và cố vấn Đức Phúc. Xin mời chàng sân khấu Buffalo ạ. Em rất là tò mò, những khán giả tò mò là không biết là hành trình của chị Báo sau The Masked Singer Việt Nam như thế nào. Chừng nào mình sẽ có một đêm live show hay là một bài hát mới để gửi tặng khán giả ạ? Trời ơi, ở đây đông người quá, không dám nói luôn á. Nói mà lỡ Linh không làm được thì lại thất hứa với quý vị khán giả. Nhưng mà Linh xin cảm ơn tình cảm của mọi người. Cho dù trong tương lai gần, nếu mà Linh không có một cái sản phẩm nào, thì quý vị hãy tin rằng là những sự cổ vũ và những tình cảm của quý vị đã để lại trong Linh rất là nhiều cảm xúc. Và Linh tin rằng cái cảm xúc này có thể giúp cho Linh làm nghề thêm được nhiều nhiều năm nữa. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn chị Báo ạ. Và bây giờ một chàng trai mà nãy giờ chắc là rất là xúc động rồi mà đang kiềm chế dữ lắm. Đức Phúc ơi, cuối cùng thì ước nguyện của em ở trong chương trình đã thành hiện thực rồi. Ngày hôm nay em cảm thấy như thế nào với màn trình diễn vừa rồi? Lời đầu tiên cho Đức Phúc xin gửi lời chào đến anh Ngô Kiến Huy, chị Uyên Linh và anh Vũ Anh Tú và tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Thực sự rằng là em rất là vui, đúng là như anh Huy nói là ước mơ đã trở thành hiện thực. Lần đầu tiên em được đứng trên một sân khấu và song ca cùng với thần tượng của em trước rất là nhiều quý vị khán giả như thế này. Không có gì diễn tả nổi, em cảm ơn chương trình rất nhiều. Đức Phúc muốn gửi một cái lời cảm ơn chân thành nhất đến ban tổ chức của The Masked Singer Việt Nam vì đã tổ chức ra một chương trình vô cùng là tuyệt vời như thế này, rất là giá trị. Và Đức Phúc may mắn được trở thành một phần nhỏ của chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị rất nhiều và hy vọng The Masked Singer sẽ có mùa 2. Thay mặt cho The Masked Singer Việt Nam, cảm ơn Đức Phúc dành thời gian để ngồi vào vị trí cố vấn của chúng tôi.